Trên 9, à trên 8 này. Ok, bây giờ mình ăn. Đúng không? Trên 8 đâu, bây giờ là được 1 suất nữa này. Hello, xin chào các bạn, hôm nay mình có đại quán Hà Nội ở Shizuoka. Và hôm nay có hơn 1 sen nữa các bạn. Các bạn có thể ăn tất cả các món. Đồ bên này xem các bạn là ăn các đồ Việt Nam thôi. Đây khe các bạn đây. Hôm nay mình đi lên này công việc xong là mình tiện thể vào quán này ăn luôn. Vì đồ lên này rất là đẹp các bạn. Có đủ, có giỏi các bạn. Có thìa. Ok, mình sẽ đến với món đầu tiên nhé. Đây có món rau các bạn đây. Cái này mình có hai cái. Thì các bạn nó vào đây thì cho mình xem các bạn ăn trong vòng 1 tiếng các bạn ạ. Đây có miếng xèo các bạn. Cái này mình ăn ở được đây mình quay. Đây có miếng tráng các bạn. Đây mình sao bên này lấy đây có món phở đúng không các bạn ơi? Phở thì các bạn ăn tầm một bát thôi là các bạn cảm thấy no, ví dụ mình muốn lấy hương vị Việt Nam thế thì cái này mình sẽ bỏ vào đây các bạn ơi. Mình gấp cái con này cho vào cho nó nóng. Đấy. Đấy. Các bạn cho nó nở ra một tí xong các bạn bỏ vào bát nhé. Rồi các bạn vào đây là gia vị ở được các bạn ạ. Nói chung đây là nước các bạn này. Hả? Đây gì? Bánh mì. Mình thấy đây à? Rồi ok. Cho nước dùng sau chứ. Xong các bạn vào bỏ đồ vào này. Rau mù. Thịt gà các bạn. Gọi su bán ấy. Thì cái này mình ăn thì để ví dụ như cảm nhận lại cái hương vị của Việt Nam mình thôi. Bên này các bạn nào lâu chưa về Việt Nam ấy, thì các bạn có thể tới đây để ăn. Đâu với giá các bạn này. Nhưng mình chưa có người yêu thì mình không ăn giá. Thì bánh mì giờ hết rồi các bạn ạ. Đây món súp các bạn này, món này thì kiểu cái hành hay món hành thịt đấy, thịt lợn sau hành, thịt lợn sau hành. Đây là có cá các bạn này, cá này ngon. Có đây có mì xào, miến xào các bạn. Nói chung tỷ tầm 1 sen thôi nhưng bạn có thể ăn được nhiều món các bạn ơi. Còn ví dụ như quán khác bình thường thì các bạn chỉ ăn một đĩa tầm 1 sen này. Đây có cơm, có cà ri các bạn này. Đây có món cà ri nhé. Món cơm, cái này món gì thôi. Đây là cơm rang các bạn này, bây giờ gần hết rồi. Đó có kim chi các bạn này. Kim chi mình làm ít. Đây có cơm nữa các bạn nhé. Rồi cơm này, các bạn thích ăn cơm là ăn cơm. Ok, bây giờ mình lại lấy nước nữa được các bạn. Đá các bạn. Nói chung là chỉ tầm hơn 1 sen nữa các bạn có thể ăn tầm 1 tiếng, ăn thoải mái các bạn. Coi như kiểu tabe hồ đài ấy. Buffet ấy. Nói nước các bạn thích lấy nước nào nói nhé. Coca thì mình phải chọn Coca các bạn. Bên này có cà phê. Ăn xong các bạn thích lấy kẹo nói. Và bây giờ mình sẽ lại bạn ăn nhé. Hôm nay thì mình đi 9 người thì tí đi chơi nên là đánh phục vào đây ăn luôn các bạn.
toàn mùa này lâu chứ. Cái lúc đầu mình mì không có nhỉ? Anh vừa bị à, xiên 9, à xiên 8 này. Ok, bây giờ mình ăn. Đó, xiên 8 đâu, bây giờ là được một suất nữa này. Gần 2 suất chứ. Thì mày nghĩ cái chai rượu chai 2 mở cho ăn nhá. Mày nhớ nó nhiều lần nằm trên nhà ăn sinh nhật chị mà. À đâu, cũng ăn chai xanh cũng đúng. Chị đúng rồi, mà rốt nó được 2 cốc. Mà rốt nó là cốc ăn được 2 cốc rượu. 2 cốc to này, to hơn này. Mà mỗi làm mỗi lần. Bạn nói Huyền kinh, Huyền uống dòng thuốc. Yeah. Anh đầu tiên mới sang là đi Yu San sai rồi, đi Yu Go sai rồi. Đừng có cái thời đi uống cà phê, đi uống cà phê bắt đầu là đưa về anh hai đưa về. Đúng rồi, Chào hẹn gặp lại. Chào hẹn gặp lại. Chào hẹn gặp lại.